một người rất là nổi tiếng đã gửi mail cho mình cảm thấy rất là hạnh phúc luôn ấy. Bây giờ mình sẽ xin tạm dịch cái mail của rồi thì các bạn đọc tiêu đề của video ngày hôm nay các bạn cũng đã biết rồi ha, thì mình sẽ làm poster cho các bạn, chính xác là như vậy ha, là poster dành cho các bạn. Thì đây mình sẽ các bạn có thể là chụp những cái hình của mình, ví dụ theo một cái idea gì đó các bạn tạo dáng, các bạn chụp, sau đó các bạn có thể gửi cái hình của các bạn vào trong cái mail mình sẽ để ở bên dưới đây đó. Thì mình sẽ xem đối với những bạn nào mà có hình chất lượng tốt này, ý tưởng idea nó khá là hay này, thì mình sẽ ưu tiên làm hơn ha. Cho nên các bạn cứ chụp hình và gửi về cái đường mail này nhá, và mình sẽ lựa ra những cái tên hình có chất lượng để làm random thôi, ngẫu nhiên thôi, để cho các bạn có cái sự đầu tư về hình ảnh của mình. Ok, và để mở đầu cho cái series ngày hôm nay thì đã có một người inbox cho mình. Như tiêu đề của video thì mọi người cũng đoán ra là ai rồi đấy, một người rất là nổi tiếng đã gửi mail cho mình cảm thấy rất là hạnh phúc luôn ấy. Bây giờ mình sẽ xin tạm dịch cái mail của bạn Lisa. Hello Huy, mình là Lisa, thuộc nhóm Blackpink. Vô tình lướt TikTok thì mình thấy Huy có làm poster, mình phái quá, nên là muốn Huy làm một tấm để làm kỷ niệm. Chúc Huy sớm hết mụn và đẹp trai hơn. Ok, cảm ơn bạn Lisa rất là nhiều nha. Một người làm nghề như mình mà được Lisa quan tâm tới thì quả thật là một niềm vinh hạnh rất là lớn. Và còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng đến với Photoshop thôi. Bắt đầu. Chào mừng các bạn đã quay lại với Photoshop. Thì cái công việc đầu tiên lúc nào cũng vậy, tách hình. Đó, thì ở đây á, chúng ta khi tách hình các bạn nhớ ha, phải dùng Pen Tool là chẳng ai. Ok, thì đối với nhiều bạn á thì sẽ ngồi làm Pen Tool và nói với mình là Pen Tool nó rất là khó, Pen Tool nó rất là kiểu như mất thời gian này nọ, dùng những cái kia. Tuy nhiên, đối với bản thân mình, các bạn phải sử dụng Pen Tool thì mới đạt hiệu quả. Đó, Pen Tool là chân ái, luôn luôn là vậy ha. Thì ở đây các bạn có thể thấy là làm Pen Tool nó mất thời gian đó, nhưng mà đó là đối với các bạn thôi. Bây giờ đối với mình thì nó chỉ là trong 5, 4, 3, 2, 1. Và như vậy chúng ta đã cắt được cái hình của Lisa với Pen Tool trong vòng 5 giây thôi ha. Tuyệt vời. Ở đây thì Lisa không có gửi hình cho mình, mà mình phải tự tìm hình để mà có cái tấm hình thứ hai như thế này. Thì mình phải ngồi coi MV và mình dừng từng frame một. Đấy, từng frame một. Đó, thì mãi mới có được một cái frame mà tươi như thế này. Dù các bạn coi một cái MV nào á, các bạn có đẹp tới mức độ nào, nhưng mà các bạn khi mà dừng liên tục á thì nó sẽ trở nên có những cái gương mặt kiểu như thế này nè. À, thì ở đây mình dừng mãi mới ra được cái hình này. Ok, và cũng như vậy thôi, mình sử dụng Pen Tool và cắt hình ra. Tuy nhiên ở đây thì mình sử dụng là một cái công cụ khác, đó chính là Select and Mask, để chúng ta có thể tách cái phần tóc ra. Đó, tại vì tóc anh em không thể nào ngồi Pen Tool nó ra được. Rồi, với cái công cụ Select and Mask này, nó giúp anh em có thể tách tóc. Tuy nhiên nó cũng là một phần nào đó, và đặc biệt ví dụ như trường hợp tóc của anh em trên một cái nền mà nó tương phản với màu tóc á, thì anh em tách ra rất là đẹp. Còn ví dụ như trong trường hợp này, phần tóc có chỗ phần tối nó cũng hơi hòa vô trong cái nền á, cho nên á là nó vẫn không được kỹ cho lắm, thì anh em phải ngồi chỉnh thủ công lại ha. Đôi lúc anh em cũng phải có thể ghép thêm tóc hoặc là vẽ thêm. Ok, và sau khi đã tách được hai hình rồi thì bắt đầu bây giờ mình sẽ cho một cái background đằng sau cả hai tấm hình này để tạo được cái chiều sâu ha. Thì đây mình chọn một cái background là trong một cái nhà gì đó. Rồi, để tạo chiều sâu cho cái không gian của mình hơn thì mình sẽ vào trong phần filter blur và chọn lên blur. Rồi, kéo cái radius này lên. Đó, kéo radius này lên thì lúc này cái hình, cái phòng của mình sẽ bị mờ đi. Để tạo không gian tốt hơn thì bây giờ mình sẽ tạo ra, mình sẽ thêm một cái lớp khói nữa ha. Đấy, ok. Bỏ một cái lớp khói vào.
Rồi ở đây bây giờ mình sẽ nhân bản cái layer khói lên và mình sẽ để xen giữa hai cái hình ảnh này. Sau khi mà có phần khói, có những được những cái lớp phân cách như thế này rồi thì mình sẽ tiếp tục bỏ và đặt thêm một ít cái nguồn sáng vào để cho cái hình nó được sinh động hơn ha. Thì ở đây mình sẽ đặt một nguồn sáng màu đỏ phía bên phải. Rồi tiếp theo mình sẽ để thêm một cái ánh sáng đó phía bên tay trái và khi và một cái đèn ở đằng sau chiếu tới. Sau khi có cái phần ánh sáng rồi thì mình sẽ bắt đầu đánh highlight, tức là những cái vùng mà nó tiếp xúc với ánh sáng nhiều, để tạo ra được cái điểm nhấn, tạo ra cái độ highlight và trong bức hình của chúng ta sẽ cool hơn. Ok, và ở đây mình thấy là môi của bạn Lisa nó hơi có vẻ là không đều màu cho lắm. Đó, son chưa đều màu cho lắm thì ok, không sao hết. Với Photoshop thì chúng ta có thể làm được cái gì? Chúng ta có thể son môi. Trước hết thì chúng ta sẽ tạo một cái vùng chọn. Sau đó là chọn một cái color balance. Rồi chúng ta sẽ kéo một cái màu. Đấy, một cái màu đỏ như thế này. Rồi, chúng ta dùng brush. Chọn vào layer mask ha, dùng brush màu đen để có thể xóa hoặc là phục hồi lại, làm sao cho cái đường son nó không bị lem ra. Rất là easy. Son này là son lì chống trôi luôn nha các bạn, bảo đảm không hề trôi tí nào. Rồi chúng ta sẽ bỏ đi cái phần mà ở phần răng này, tại vì chúng ta son này là son lì chống trôi và son này là một cái son rất là tốt, cho nên là nó chỉ dính ở môi thôi, nó không dính ở răng. Đó thì chúng ta phải xóa đi phần ở răng này. Rồi, tương tự như này thì để có một đôi mắt hút hồn hơn thì nói chung là mắt của Lisa thì quá tuyệt vời rồi. Chỉ là chúng ta sẽ cho nó gọi là có một cái sức hút mãnh liệt hơn thì mình sẽ đeo len. Đó, bình thường ví dụ như anh em phải mua cái len đeo vào cực khổ đúng không? Photoshop chúng ta cũng chọn, tạo vùng chọn, sau đó là chọn một color balance, kéo màu một tí, chúng ta đã có một cái len màu xanh như thế này, rất là tuyệt vời. Ok, và như vậy mình đã vừa trang điểm xong và cũng như đánh highlight xong cho Lisa. Thì tiếp theo, đây là một cái bài hát và mình đang làm poster về bài hát Money. Thì không thể thiếu được tiền. Rồi ở đây mình sử dụng như một cái hình PNG tiền như thế này ha. Thì bây giờ mình sẽ ngồi tách ra những tờ tiền này và bắt đầu sắp xếp chúng với nhau. Ở mức độ xa gần thì ở xa các bạn có thể là cho nó blur đi. Và ở gần thì các bạn sẽ cho nó rõ. Và đối với những cái mà nó gần hẳn với mình thì nó sẽ bị out focus ha. Ok, và cuối cùng mình sẽ thêm một ít phần dirt. Dirt tức là những cái phần bụi á, tức là những cái chỗ nào mà sáng á thì mình sẽ bỏ một ít phần bụi vào để cho nhìn nó có cái không gian hơn. Tức là khi ánh sáng mà nó chiếu qua thì trong không khí mình phải có bụi đó anh em, thì mình phải để một ít bụi vô thì nhìn nó sẽ hợp lý nè. Và cuối cùng thì bây giờ mình đã làm xong, thì bây giờ mình sẽ gộp hết tất cả những layer này thành một layer. Các bạn có thể chọn layer trên cùng và bấm cho mình tổ phím là Ctrl Alt Shift E. Sau đó chúng ta làm một bước mà mình cực kỳ thích, đó chính là Camera Raw. Mình sẽ vào trong Filter, chọn Camera Raw. Và trong này anh em có thể ngồi thử hết từng cái và anh em ngồi kéo từng cái. Trong bức hình của mình nó sẽ ảo diệu hơn rất là nhiều.
Ok, và như vậy mình đã làm xong cái poster cho Lisa và mình sẽ gửi cái này cho Lisa ha. Thật là tuyệt vời, amazing, good job. Mình cảm thấy rất là enjoy cái moment này. Rất là enjoy cái moment này. Tuyệt vời Lisa. Nice. Ok, và đó chính là cái câu chuyện mà mình bịa ra để mình ngồi làm một cái poster như thế này cho các bạn xem. Tuy nhiên thì câu chuyện mà mình làm poster cho các bạn nó hoàn toàn là có chứ không phải là bịa. Các bạn có thể chụp hình, tạo dáng rồi sau đó là gửi về mail của mình. Mail mình sẽ mình để bên dưới này ha. Thì mình sẽ lựa ra những cái hình có chất lượng nhất để mình làm và tặng cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và nếu các bạn cảm thấy chủ đề này hay, hoặc là video, hoặc là poster này ngày hôm nay thú vị, thì các bạn có thể cho mình một like và subscribe. Nó hoàn toàn miễn phí. Và hãy comment cái ý kiến của mọi người ở bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.